nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất liên kết mạng lưới giữa nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, phân phối, người tiêu dùng hướng tới phát triển bền vững ngành sơn mài thành phố Hà Nội. Tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín đã diễn ra chương trình kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành sơn mài tại thành phố Hà Nội năm 2019. Thực hiện quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 tại làng nghề sơn mài Hạ Thái, huyện Thường Tín, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc sự kiện kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành sơn mài thành phố Hà Nội năm 2019. Nhận thấy tiềm năng phát triển của làng nghề sơn mài Hạ Thái, những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm, chú trọng đưa ra nhiều chính sách để giúp làng sơn mài Hạ Thái phát triển các sản phẩm của mình, giúp làng nghề này trở thành một trong 7 điểm du lịch làng nghề của thủ đô với quy hoạch riêng một khu cụm làng nghề đưa các sản phẩm tranh sơn mài tham dự các triển lãm, hội chợ v.v. Chương trình kết nối là cơ hội để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tại làng nghề sơn mài Hạ Thái kết nối tiêu thụ sản phẩm, qua đó phát triển một cách bền vững.